Mới đây, mạng xã hội xuất hiện thông tin về việc đoàn khách bị khách sạn ở cửa lò, Nghệ An, lăng mạ và dọa sẽ chặt đứt chân. Tuy nhiên, phía chủ khách sạn khẳng định không có chuyện đó và yêu cầu công an làm rõ. Cụ thể, tài khoản Facebook QN chưa rõ tên tuổi đăng lên mạng xã hội nội dung. Ngày 9 tháng 6, đoàn khách có đặt phòng online ở khách sạn VH và đã cọc trước 1 triệu và hẹn 12 giờ ngày 9 tháng 6 sẽ nhận phòng. Tuy nhiên, khi đoàn đến, Nhân viên khách sạn đã không cho khách lên phòng và nói quy định của khách sạn là 2 giờ mới được nhận phòng. Cả đoàn rất bức xúc vì đoàn đi gia đình có nhiều trẻ nhỏ và đã đến đúng hẹn. Nhân viên khách sạn sau đó thông báo chỉ có 2 phòng có thể vào tạm nhưng khách sạn không cấp điện đúng mà đến đúng 2 giờ mới làm thủ tục cấp phòng và cấp điện. Vì quá bức xúc trước cách hành xử của khách sạn nên đoàn khách này đã quyết định chuyển sang ở chỗ khác. Cũng theo thông tin từ tài khoản Facebook này Do đoàn đặt ăn trưa nên sau đó quay lại khách sạn dùng bữa trưa. Đến buổi tối, cả đoàn đang ăn thì chủ khách sạn thuê 3 người đi tìm đoàn và đe dọa sẽ chặt đứt chân thành viên đoàn và lăng mạ quản đoàn. Ông Tê, chủ khách sạn VH, phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò cho biết đã nắm được sự việc và xác nhận có đoàn khách ở Hà Nội đặt phòng ở khách sạn, nhưng những nội dung đăng trên mạng xã hội là không đúng sự thật. Theo ông T, đoàn khách đi từ Hà Nội vào, sau đó đi thăm quê bác rồi mới về khách sạn lúc hơn 10 giờ ngày 9 tháng 6. Theo quy định của khách sạn, 2 giờ mới là thời điểm nhận phòng. Trong lúc chờ phòng ở đây, đoàn khách có trao đổi với chủ xe điện ở phía cổng, rồi thông báo chuyển nơi ở và yêu cầu trả khách sạn trả lại tiền cọc. Liên quan đến thông tin dọa nạt, lăng mạ khách, ông Tê giải thích có hai nhân viên của ông đi tìm đoàn khách để hỏi rõ vì sao họ lại bỏ đi ở nơi khác. Ông Tê cho biết muốn tìm hiểu nguyên nhân để khắc phục những tồn tại của khách sạn nếu có, chứ hoàn toàn không có chuyện dọa nạt chặt đứt chân khách như nội dung đăng tải trên tài khoản Facebook nêu trên. Ông Hoàng Thanh Sơn, trưởng phòng văn hóa thể thao thị xã Cửa Lò cho biết, sau khi nắm được thông tin vụ việc trên, phòng văn hóa thông tin thị xã đã giao cho Ủy ban Nhân dân và Công an phường Nghi Hương kiểm tra, xác minh.